Xin mến chào quý vị khán thính giả đang nghe chuyện trên kênh audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta tiếp tục đến với tập 213 của bộ truyện Tiên Hiệp Mãng Hoang Kỳ, tác giả Nga Cật Tây Hồng Thị, người đọc Khánh Duy, nguồn cocchuyen.com. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục theo dõi diễn biến của câu chuyện. Lúc bấy giờ, trong một hư không bị ngăn cách, hỏa huyết bốc cháy hừng hực, hỏa diễm huyết sắc bập bùng. Mỗi một phần hỏa diễm đều có uy năng làm cho người ta phải sợ hãi, hơn nữa dễ dàng đốt chết đạo quân tứ bộ. Trong ngọn lửa vô tận có vương tọa màu trắng xuất hiện, dường như nó là xương cốt điêu khắc mà thành. Vương tọa màu trắng cứ lơ lửng như thế. Trên vương tọa có một trung niên tóc bạc đang ngồi, hai tay của hắn đặt lên lan can, ánh mắt quan sát vô tận hỏa diễm. Hiện tại thân thể của hắn như dung hợp hoàn toàn vào trong không gian xung quanh vậy. Ca tước, một giọng nói vang vọng khắp hư không chấn động rất mạnh. Trung niên tóc bạc khẽ giật mình. Kể từ khi biết hậu đại ưu tú nhất của mình Ca Hoặc đi vào Mang Nhai Quốc, hắn liền yên tâm tạm thời tiến vào tổ địa tu luyện. Lần này tu hành chưa được bao lâu, tại sao lại gọi mình đi ra ngoài đây? Vâng, trung niên tóc bạc cung kính nói. Vù, vương tọa màu trắng lúc này bay lên, vương tọa mang theo hỏa diễm bay đi, đó là tồn tại vĩnh hằng. Trung niên tóc bạc xuất hiện trước đại sảnh cổ xưa hoa mỹ. Trên vương tọa tại chủ điện có một thiếu niên tuấn tú đang ngồi. Thiếu niên kia mặc trường bào màu đen, hai mắt như hư không vô tận. Đế quân, trung niên tóc bạc cung kính nói. Ca tước, ta vừa nhận được tin tức đạo minh đại mạc vực dịch ba giới có động minh ngọc phù đã xuất thế rồi. Gương mặt thiếu niên lạnh như băng lên tiếng. Tuy bộ dạng của hắn là thiếu niên nhưng lại là đế quân cổ xưa nhất trong vĩnh hằng nhất tộc. Hắn vẫn tọa trấn thần điện trọng yếu nhất vĩnh hằng quốc độ, tổ địa cũng do hắn thủ hộ. Sao, động minh ngọc phù ư? Trung niên tóc bạc vô cùng khiếp sợ. Người sớm đạt tới biên giới hợp đạo, hơn nữa cách đại nạn cũng không phải quá xa. Thiếu niên áo đen lãnh đạm nói. Người là đạo quân cường đại nhất vĩnh hằng nhất tộc chúng ta hiện nay. Động minh ngọc phù không cách nào giúp ngươi suy diễn một lần hợp đạo, ít nhất cũng có thể nhận biết một phần. Đối với hợp đạo của ngươi là cơ duyên khó gặp. Tuy tin tức đã truyền ra, 6 thế lực lớn cả vô tận cương vực đều biết được, tin tưởng sẽ có rất nhiều đạo quân biên giới hợp đạo đi qua. Hơn nữa ngươi là vĩnh hằng nhất tộc, dịch ba đế quân là đạo minh, nói không chừng sẽ có thủ đoạn nhắm vào vĩnh hằng nhất tộc chúng ta. Người đi sẽ rất là nguy hiểm. Người đi hay không do tự ngươi quyết định, thiếu niên áo đen nói. Ngoại giới đều gọi ta là Ca Tức Vương, ta cuối cùng chỉ là vương mà thôi, không có cách nào xưng đế cả. Trung niên tóc bạc trầm giọng nói. Đại nạn gần tới, ta không có một tia tin tưởng hợp đạo. Tuy cơ hội lần này nguy cơ trùng trùng, nhưng có thể lừa một lần. Có một phần động minh ngọc phù, hy vọng hợp đạo của ta cũng lớn hơn. Thiếu niên áo đen gật đầu. Tại Mang Nhai Quốc, trong một khu vực hoang mang, một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Người này mặc áo bào tuyết trắng, đó là lão giả sâu bạc có 6 sừng cong trên đầu. Hắn đứng trong vùng đất này và lên tiếng. Thạch cứu. Hoàng nguyên to lớn chấn động, về sau đại địa bắt đầu nhô lên. Chỉ có một con dị thú toàn thân lân giáp đứng lên. Hoàng nguyên to lớn xuất hiện hố to ngàn vạn dặm. Hoàng tộc Mang Nhai Quốc chính là hỗn độn thần thú, mà hỗn độn thần thú có hình thể to lớn. Bái kiến chúa tể. Cự thú nhìn chúa tể vĩ đại nói. Người dung nhập đại địa, nhận thức đại địa chi đạo. Người cũng là hoàng tộc Mang Nhai Quốc của ta, sắp tới đại nạn, còn có tin tưởng hợp đạo không? Chúa tể vĩ đại hỏi. Kỳ thực chúa tể vĩ đại cũng rất lo lắng, bởi vì hoàng tộc Mang Nhai Quốc nhiều đời là hỗn độn thần thú, thế nhưng hiện tại có mình hắn là vĩnh hằng đế quân. May mắn hắn đầy đủ cường đại, bằng vào sức mình chấn nhiếp vô tận cương vực. Hắn cũng tìm kiếm đạo quân có thể thành vĩnh hằng để bảo hộ, từ đó chỉ có thể nghĩ biện pháp cướp đoạt một ít thiên tài từ các nơi trong vô tận cương vực, như Lê Tinh Công Chủ, Bối Tháp Lai Ách, Kỳ Linh đều hắn cướp được. Hiện nay thực lực Mang Nhai Quốc thập nhị cung lại vượt qua hoàng tộc, cũng chỉ kém chúa tể mà thôi. Không có, Thạch Cửu trầm giọng nói. Đại mạc vực dịch ba giới có động minh ngọc phù xuất thế, có lẽ người cũng có thể có một phần cơ duyên này, chúa tể vĩ đại nói.
Tuy lần này đi, nguy cơ trùng trùng, động minh ngọc phù là thứ nghịch thiên nhất trong suy diễn nhất đạo tại vô tận cương vực vô số năm qua. Dịch ba đứa quân mượn nhờ kỳ vật động minh ngọc mới có thể luyện chế thành. Nó chỉ có mấy phần mà thôi. Nó xuất thế nhất định sẽ làm phần đông đạo quân biên giới hợp đạo cướp đoạt. Rất nhiều đạo quân lánh đời, ít xuất hiện cũng hiện thân. Đi hay không chính do người quyết định đi. Chú tể vĩ đại nói xong liền biến mất. Đạo minh dịch ba giới ư? Thân ảnh của Thạch Cửu biến thành hình người. Hắn là tráng hán, hình thể khôi ngô, mặc giáp đen. Ánh mắt của hắn vô cùng thâm thúy. Thạch Cửu cũng là cửu vương trong hoàng tộc của Mang Nhai Quốc. Ồ, thậm chí có động minh ngọc phủ xuất thế sao? Cũng trong lúc đó, trong một phiến hư không, thiên phủ đạo quân Phu Nhất Đạo Quân đang ở trên phi chu. Sao, như thế nào? Phu Nhất Đạo Quân ngạc nhiên hỏi. Động minh ngọc phủ xuất thế ngay tại dịch ba giới. Thiên phủ đạo quân nói. Ta vừa nhận được tin tức, tao đoán Mang Nhai Quốc các ngươi sẽ nhận được tin tức này nhanh thôi. Ồ, vậy cho ta hỏi một chút nào. Phu Nhất Đạo Quân gật đầu. Hắn nhanh chóng gật đầu nghiêm túc nói. Mang Nhai Quốc Thập Nhị Cung cũng vừa nhận được tin tức xong. Động minh ngọc phù thật xuất thế ư? Người có đi hay không? Thiên phủ đạo quân nhìn về phía Phu Nhất. Đương nhiên là đi rồi. Phu Nhất Đạo Quân gật đầu một cái nói. Đây chính là hy vọng hợp đạo lớn nhất đấy. Đi. Hai người bọn họ lập tức cải tiến, cải biến kế hoạch. Phi Chu thay đổi hướng và bay về phía dịch ba giới. Trong một tòa thành thị bình thường, vô số phạm nhân sinh hoạt, bọn họ cả đời chỉ trăm năm, trải qua thời gian sinh hoạt bình tĩnh và làm việc chăm chỉ. Trong tòa thành này có một thợ rèn, hắn rất am hiểu chế tạo binh khí, đặc biệt là đao, hắn chế tạo binh khí phải xem tâm tình. Tiệm thợ rèn cũng ngẫu nhiên mở cửa mà buôn bán. Ta cho ngươi 2 hồng phúc kim tệ, ngươi luyện chế thành đao thích hợp với ta. Một tên thiếu niên mang theo túi tớ nói chuyện đầy ngạo khí. 2 hồng phúc kim tệ sao? Nhìn như bình thường, nam tử thợ rèn mặc áo vải thô giật mình. Là một miếng chống đỡ vượt qua vạn miếng hồng phúc kim tệ. Đúng, thiếu niên kia tự ngạo nói. Đúng là đại thủ bút à, chẳng lẽ ngươi không nghe nói qua tính nết của ta sao? Ta không muốn chế tạo, ai cũng đừng bắt bách được ta. Nam tử thợ rèn cười nhạo. Kiểu gia hóa, ngươi ngoan ngoãn đi ra ngoài đi. 2 miếng hồng phúc kim tệ còn chưa đủ cho ngươi sao? Ngươi còn muốn bao nhiêu đây? Thiếu niên vội vàng nói. Nam tử thợ rèn muốn nói gì đó, bỗng nhiên hắn sững sờ. Chúa tể sao? Động minh ngọc phù xuất thế ư? Có lẽ đây chính là hy vọng thành đạo lớn nhất của Lê Tinh. Ánh mắt nam tử thợ rèn thâm thúy như biển. Hắn nhìn thiếu niên và tôi tớ chung quanh nói. Đều biến mất đi. Vù. Trong tòa thành này, thậm chí cả phiến thiên địa này đều hóa thành tia sáng biến mất. Tất cả sinh linh trong thế giới này đều là do bầu biến thành. Thực sự không phải tính mạng chân chính, chỉ là một loại phương thức tu luyện của Lê Tinh đạo quân mà thôi. Tại dịch ba giới sao? Cầm dao bầu trong tay, dao bầu trực tiếp cắm vào vỏ đao sau lưng. Ánh mắt Lê Tinh cung chủ bình tĩnh, đủ làm vô số người sợ hãi. Hắn cũng biến mất trong hư không. Đạo minh vĩnh hằng nhất tộc, Mang Ngai Quốc, sinh mệnh đặc thù nhất tộc, cổ tu hành giả nhất tộc cũng biết được tin tức này. Ngay cả đạo quân cường đại trong Hắc Ám Quốc Độ cũng đã dục dịch. Vĩnh hằng nhất tộc và đạo minh quan hệ ác liệt, có thể vì hợp đạo. Ca Tức Vương và các đạo quân biên giới hợp đạo vẫn không ngại nguy hiểm tiến vào. Hắc Ám Quốc Độ cũng như vậy, đều là biên giới hợp đạo, vì hợp đạo cũng không sợ nguy hiểm, bắt đầu lặng lẽ tới gần. Cho dù là đạo quân nghịch thiên, đối mặt với hợp đạo cũng sinh ra tuyệt vọng. Hợp đạo chí bảo động minh ngọc phù trong truyền thuyết xuất hiện, làm cho vô số đạo quân đều kích động. Rất nhiều đạo quân ít xuất hiện cũng không có nghĩa bọn họ yếu. Như Tâm Kiếm Đế Quân, hắn rất ít xuất hiện sau khi đạt tới đạo quân tứ bộ, bởi vì một ít ân oán mới ra tay, từ đó nhất chiến thành danh, về sau càng hợp đạo thành công, trở thành vĩnh hằng đế quân chói sáng. Đến nay vẫn còn là truyền thuyết, lưu lại truyền thuyết của hắn. Còn có Mang Nhai Quốc Thập Nhị Cung, Kiếm Cung, Khải Trường Đạo Quân. Hắn là người vô cùng ít xuất hiện. Hắn vẫn dùng kiếm cung làm nhà, rất ít mạo hiểm. Chỉ khi cổ tu hành giả khinh người quá đáng, làm cho hắn ra tay, hắn liên tiếp đánh bại 3 cổ tu hành giả biên giới hợp đạo, thậm chí đánh bại một đế quân của cổ tu hành giả, trực tiếp bị vô tận cương vực công nhận là đạo quân mạnh nhất khi đó. Hiển nhiên lúc này động minh ngọc phù xuất thế cũng làm rất nhiều đạo quân cường đại ẩn cư, thậm chí rất ít xuất hiện cũng phải xuất hiện.
Vì cơ duyên hợp đạo, bọn họ sẽ không do dự, tử vong cũng không thể ngăn cản bọn họ. Ngô Tinh Hải tại Tinh Hà Lưu Vực trong Đỉnh Nam Hành Cung, Kỳ Linh và Kiều Trần Giáo Chủ đều bình tĩnh tu hành. Sao? Bỗng nhiên Kiều Trần Giáo Chủ biến sắc mặt và mở mắt ra. Bác Minh, Bác Minh! Kiều Trần Giáo Chủ hô to. Sao? Sao vậy? Kỳ Linh đang ngồi trên bồ đoàn, mượn nhờ ly hợp thạch phủ hương lô tu luyện. Hôm nay năm đại kiếm ý đã đạt tới tầng thứ 3, nhưng năm đạo hợp nhất hình thành kiếm đạo trung cực tầng thứ 3 đang kẹt ở bình cảnh. Tuy ly hợp thạch phủ hương lô có tác dụng phụ trợ ngộ đạo, nhưng đột phá bình cảnh quá gian nan. Xảy ra đại sự rồi! Kiều Trần Giáo Chủ hưng phấn kích động và nói. Người biết đạo minh đại mực vực dịch ba giới hay không? Ta biết. Kỳ Linh khẽ giật mình, đại mạc vực rất gần với tam giới quê hương của mình, Thiên Nhất Đại Ca cũng là đi dịch ba giới, bản thân mình làm sao không quen thuộc đây? Trong dịch ba giới có động minh ngọc phù xuất thế. Kiều Trần Giáo Chủ kích động nói. Cả vô tận cương vực chỉ có 6 thế lực lớn biết được, rất nhiều đạo quân biên giới hợp đạo đều điên cuồng, chỉ sợ kẻ biết rõ tin tức đều chạy tới đại mạc vực. Có muốn đi vào dịch ba giới kia không? Sao? Động minh ngọc phù ư? Kỳ Linh rung động, hợp đạo chí bảo ư? Bất cứ cơ duyên giúp hợp đạo cũng làm cho vô số đạo quân phải điên cuồng. Kỳ Linh rất rõ ràng, đạo quân biên giới hợp đạo còn dám xông vào Ngô Tinh Hải, dám vào một ít tuyệt địa mạo hiểm, bọn họ sớm đặt sinh tử qua một bên. Bọn họ sẽ dốc sức liều mạng vì một đường cơ hội đó. Tin tức động minh ngọc phù xuất thế truyền ra, nghĩ lại có thể biết bao nhiêu đạo quân biên giới hợp đạo sẽ giết vào. Thiên Nhất Đại Ca của ta đang ở bên trong. Nội tâm Kỳ Linh vô cùng kinh ngạc. Không tốt rồi. Thiên Nhất Đại Ca vốn đang gặp nguy hiểm, hiện tại phần đông đạo quân biên giới hợp đạo giết vào. Thiên Nhất Đại Ca thực lực không phải quá mạnh, hắn không thể chống đỡ nổi. Mặc dù ta cách đại nạn thọ nguyên vô cùng xa xôi, thế nhưng... Trong mắt Kiều Trần Giáo Chủ tỏa sáng, hắn kích động nói. Thế nhưng động minh ngọc phù à, đó là chí bảo hợp đạo trong truyền thuyết đấy. Từ khi dịch ba đứa quân rời đi, cũng không còn nghe tin tức về nó nữa. Bỏ qua lần này thì sau này sẽ không còn cơ hội tìm được nó đâu. Bắc Minh, ta quyết định đi tới dịch ba giới. Còn ngươi thì sao? Muốn đi cùng hay không? Hai chúng ta liên thủ thì không cần phải sợ ai cả. Kiều Trần Thánh Chủ, Thành Tứ Bộ sẽ cùng đẳng cấp với Lê Tinh Công Chủ, Thiên Phủ Đạo Quân, Ca Tức Vương, nhưng hắn không dám nói mình vô địch. Hắn sợ một ít ảo cảnh đáng sợ, sợ nhất người tu hành tâm lực nghịch thiên. Cần biết Kỳ Linh trong người tu hành tâm lực cũng có tiêu chuẩn của Công Chủ Tâm Lực Cung tại Mang Nhai Quốc. Kiều Trần Giáo Chủ vẫn còn có bất an, nhưng nếu như Kỳ Linh ở bên cạnh thì lại khác. Có lẽ Kỳ Linh không làm gì được đối phương, nhưng phòng ngự là đủ rồi. Trên phương diện phòng ngự hồn phách tâm linh cũng là đủ, chỉ cần không phải chênh lệch quá lớn sẽ có thể kháng cự được. Đi! Kỳ Linh gật đầu nói. Cơ hội như thế đương nhiên là phải đi rồi. Tốt, ta đoán đạo quân nghịch thiên trong vô tận cương vực sẽ tới đây, cho dù là những người điệu thấp nhất cũng sẽ đi qua thôi. Chắc chắn là như thế, những người điệu thấp nội liễm cũng sẽ đi qua. Kiều Trần Giáo Chủ hưng phấn nói. Bắc Minh, ngươi ở trong vô tận cương vực không có danh tiếng gì, thực lực lại hai chúng ta liên thủ sẽ không sợ ai cả. Đúng, mặc kệ am hiểu phương diện nào, chúng ta cũng có thể ứng phó được. Kỳ Linh cũng rất tự tin, hai người bọn họ không có danh khí quá lớn. Tuy hắn giết chết Khổng Tát, người biết Bắc Minh đạo quân lại rất ít. Về phần Kiều Trần Giáo Chủ, danh khí của hắn không lớn như vậy, cũng không có chó trang bằng Cát Thức Vương, Thiên Phủ và Lê Tinh. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi nhanh lên. Kỳ Linh nói. Đúng, đi nhanh lên, nếu trễ không chừng sẽ bị kẻ khác đoạt được. Kiều Trần Giáo Chủ cũng không dám chậm trễ. Bên trong Thiên Thương Cung tại vô tận cương vực, Thiên Nhất Đạo Quân, Ngự Đấu Đạo Quân đã chạm mặt. Sao? Cái gì? Ngự Đấu Đạo Quân kinh ngạc nhìn về phía Thiên Nhất Đạo Quân. Ta cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện này. Chúng ta đều cẩn thận từng chút một. Đại Mạc có năng lực suy diễn thì ngươi cũng biết rồi, hắn cũng trúng chiêu của dịch ba đế quân và gây ra động tĩnh to lớn như vậy. Thiên Nhất Đạo Quân lắc đầu nói. Theo ta được biết, hiện tại nhất định thế lực đỉnh cấp trong vô tận cương vực sẽ biết việc này. Động minh ngọc phù xuất thế nhất định sẽ hấp dẫn đại lượng đạo quân biên giới hợp đạo đuổi theo. Ta căn bản không tính là cái gì cả. Thiên Nhất Đại Ca, người cũng đừng quá để ý. Ta đoán dịch ba đế quân nhất định sẽ sớm an bài tốt thôi.
Động Minh Ngọc Phù xuất thế chắc chắn sẽ không dễ dàng rơi vào tay ai. Mặc kệ ai chạm vào cấm chế lưu lại đều gây ra đại động tĩnh cả, hấp dẫn đạo quân biên giới hợp đạo trong Vô Tận Cương Vực đi tranh đoạt thôi. Ngự Đấu nói: đúng, đây là Dịch Ba Đế Quân an bài. Thiên Nhất cũng thừa nhận nói: trong truyền thuyết năm miếng Động Minh Ngọc Phù làm sao có thể do một ít đạo quân chiếm chứ, tự nhiên sẽ làm nhiều người tranh đoạt điên cuồng. Ngự Đấu suy tính một chút, sợ hãi than nói: ta chỉ nhìn thấy gió tanh mưa máu, Dịch Ba Giới sẽ là nơi tranh đoạt điên cuồng, không biết bao nhiêu đạo quân sẽ chết tại Dịch Ba Giới. Đại năng am hiểu suy diễn đều có thể suy diễn ra hôm nay Dịch Ba Giới cực kỳ nguy hiểm, cho dù nguy hiểm hơn nữa cũng không thể ngăn cản các đạo quân được đâu. Thiên Nhất đạo quân nói: 10 vạn đạo quân có thể hợp đạo không tới một người, cho dù có cũng là đạo quân bình thường. Như đạo quân nghịch thiên sao, Vô Tận Cương Vực từ cổ chí kim có bao nhiêu đế quân đây? Dựa theo xác suất tính toán, tất cả đạo quân nghịch thiên thế hệ này đều muốn đản sinh ra một gã vĩnh hằng đế quân là không có khả năng. Đã như thế, vì Động Minh Ngọc Phù tự nhiên hoàn toàn không sợ hãi tử vong. Ngự Đấu, ta đoán Thiên Thương cùng chúng ta cũng sẽ có phiền toái. Thiên Nhất đạo quân nói: đều tại ta cả, trách ta trước kia đi Dịch Ba Giới thăm dò lại không nghĩ sẽ gây ra động tĩnh lớn như thế này, cho nên trước kia ta cũng không quá mức che giấu tin tức, chỉ sợ trong Vô Tận Cương Vực có chút ít đều biết rõ Thiên Nhất ta tiến vào Dịch Ba Giới rồi. Đến lúc đó chỉ sợ có đạo quân tới Thiên Thương Cung gây phiền toái. Bản tôn ngươi nhanh chóng mang huynh đệ Thiên Thương Cung trốn đi đi. Sao trốn ư? Ngự Đấu đạo quân nhíu mày nói: tốt, ta cũng ngẩn ẩn suy diễn có chút phiền phức, ta lập tức dẫn các huynh đệ Thiên Thương Cung bỏ trốn trước vậy. Đạo quân trong Thiên Thương Cung, Thiên Nhất, Ngư Sán, Kỳ Linh đều có pháp thân tại Thiên Thương Cung. Bản tôn và pháp thân của Ngự Đấu đều ở đây. Ngự Đấu đạo quân cũng am hiểu suy diễn, tuy thành đạo quân tứ bộ, phương diện suy diễn đều không kịp Đại Mạc thực lực đạo quân tam bộ, nhưng dù sao cũng là đạo quân tứ bộ suy diễn. Hắn mang theo huynh đệ Thiên Thương Cung trốn ra bên ngoài, chỉ sợ cũng sẽ bị tìm được. Hai người trao đổi với nhau: đại ca. Một giọng nói vang lên, một gã thiếu niên áo vàng đi tới, chính là pháp thân của Kỳ Linh. Kỳ Linh! Thiên Nhất nhìn Kỳ Linh cười nói: ta đang muốn đi tìm ngươi đây. Dịch Ba Giới phát sinh đại sự ư? Kỳ Linh liền hỏi: ngươi cũng biết sao? Thiên Nhất rất ngạc nhiên: ta vừa mới biết thôi, việc này có quan hệ với đại ca không? Kỳ Linh hơi bận tâm, kỳ thật hắn hôm nay chỉ là đạo quân nhị bộ, cộng thêm hắn trở thành đạo quân thời gian quá ngắn, mang giai quốc bên kia cũng không tận lực truyền tin tức cho hắn, kỳ thực muốn truyền cũng không thể truyền. Kỳ Linh mang một tên nô bộc thế giới cảnh đi Ngô Tinh Hải và cách phân thân trong mang giai quốc quá xa xôi. Cũng thật có chút liên quan, kỳ thật động tĩnh này là ta và Đại Mạc gây ra. Thiên Nhất cười khổ nói: chịu đau khổ không lấy được một cái Động Minh Ngọc Phù nào. Trước kia ta hy vọng xa vời sẽ có Động Minh Ngọc Phù, cho dù tìm được một viên Dịch Tâm Châu gia tăng chút hy vọng đột phá đạo quân, ai ngờ lại làm ra Động Minh Ngọc Phù xuất thế. Thiên Nhất cũng tự hiểu lấy mình, một mình hắn là không thể có được Động Minh Ngọc Phù, hắn nào dám hy vọng xa vời. Muốn trách thì trách Đại Mạc đạo quân suy diễn nhất đạo quá lợi hại, chỉ cần tìm được mấu chốt là đụng vào cấm chế Dịch Ba Đế Quân lưu lại. Việc này ngươi không cần quá quan tâm đâu. Thiên Nhất đạo quân nói: ngươi cẩn thận tại Ngô Tinh Hải thì tốt hơn. Đúng thế, Bắc Minh, Ngô Tinh Hải rất nguy hiểm. Thiên Nhất đại ca bên kia cũng đã có pháp thân của Đại Mạc đạo quân tương trợ rồi. Dùng năng lực suy diễn pháp thân Đại Mạc đạo quân có thể xua cắt tị hung, tự bảo vệ mình không thành vấn đề. Ngự Đấu đạo quân nói. Kỳ Linh nghe xong cũng thở ra một hơi. Đúng vậy, luận bảo vệ tính mạng, Thiên Nhất đại ca không sánh bằng pháp thân Đại Mạc đạo quân. Pháp thân Đại Mạc đạo quân suy diễn quá lợi hại. Đúng rồi, Bạc Minh. Ngự Đấu đạo quân liền hỏi. Trước kia Thiên Nhất đại ca đi Dịch Ba Giới không quá bảo mật, chỉ sợ Thiên Thương Cung chúng ta cũng sẽ có phiền phức thôi. Bản tôn ta sẽ mang các huynh đệ Thiên Thương Cung đi trốn. Pháp thân của ngươi ở lại Thiên Thương Cung hay đi cùng ta đây? Sao, Thiên Thương Cung có phiền toái ư? Kỳ Linh cau mày. Ta nghĩ những đạo quân biên giới hợp đạo cũng sắp tiến vào Dịch Ba Giới rồi. Thiên Nhất đạo quân trịnh trọng nói. Ta không có tận lực giữ bí mật, mặc dù biết việc này sẽ không quá nhiều, nhưng vẫn có một ít đạo quân biên giới hợp đạo biết được. Sao, sắp tới ư?
Kỳ Linh biến sắc. Vô tận cương vực có rất nhiều tuyệt địa, bảo vật trong dịch ba giới lại rất là ít, không cách nào so sánh với Ngu Tinh Hải. Chỉ có động minh ngọc phù đặc biệt hấp dẫn người ta. Từ khi dịch ba đế quân rời đi cho tới bây giờ, động minh ngọc phù chưa bao giờ xuất hiện qua cả, cho nên đạo quân tiến vào dịch ba giới là rất ít. Về phần thời gian gần đây, chỉ có một mình ta mà thôi. Thiên Nhất đạo quân nói. Vậy thì phiền toái rồi. Kỳ Linh gật đầu nói. Dịch ba giới phát sinh động tĩnh lớn như vậy, nhất định sẽ có người vào trong, mà đại ca ngươi là người duy nhất đi vào, người nhất định sẽ trở thành mục tiêu của những kẻ khác. Chẳng những ta, Đại Mạc cũng có phiền toái. Thiên Nhất đạo quân lắc đầu thở dài. Thiên Nhất đạo quân dự đoán không sai, Đại Mạc Việt thật có phiền toái. Oanh! Khí tức tà ác khắc ám bộc phát bao phủ Đại Mạc Viện. Trong tầng mây hắc ám có một nữ tử áo đen đang đứng. Nàng có làn da màu xanh lá, hai mắt đỏ thẫm, trên đầu có hai cái sừng cong màu xanh. Nàng quát lạnh như băng. Đại Mạc! Trần Vũ đạo hữu! Một nam tử áo xanh đứng trên không trung Đại Mạc Viện, chính là pháp thân của Đại Mạc đạo quân. Là pháp thân nữ, người dám dùng pháp thân tới gặp ta sao? Ma quân Trần Vũ lạnh lùng nói. Trần Vũ đạo quân được gọi là ma quân, đại biểu phong cách làm việc ma đạo của nàng. Sở dĩ tôn xưng một tiếng ma quân chính là vì thực lực của nàng cường đại, cũng là đạo quân nghịch thiên bài danh thứ 7 trong vô tận cương vực. Đương nhiên vô tận cương vực công nhận đều là những người thể hiện thực lực cường đại, như một ít người nội liễm cũng ít đi lại bên ngoài như kiểu Trần giáo chủ lại có thực lực cùng đẳng cấp với Trần Vũ đạo quân, hiển nhiên ít có người biết tới. Thực sự là hổ thẹn mà, bản tôn của ta đã mang theo thê tử đi ra ngoài du lịch rồi. Pháp thân Đại Mạc đạo quân nhìn vào hư không chung quanh nói. Trần Vũ đạo hữu, còn có một ít đạo hữu ở phương xa, ta biết rõ tại sao các ngươi lại tới nơi này. Sở dĩ trong dịch ba giới có động tĩnh lớn như vậy, đúng là có quan hệ với ta. Ta dùng tính mạng để thề, cho tới nay ta và Thiên Nhất đạo quân không có mang ra một động minh ngọc phù nào cả. Dịch ba đế quân tận lực chuẩn bị tất cả, chúng ta làm sao dễ dàng mà đạt được đây. Nếu muốn động thủ, cho dù động thủ diệt pháp thân của ta, Đại Mạc ta cũng nói với những người ở nơi này, dám động thủ với Đại Mạc Viện, Đại Mạc ta sẽ hoàn lại gấp 10 lần. Nói xong, Đại Mạc đạo quân trực tiếp phất tay áo, quay người tiến vào Đại Mạc Viện. Hắn cũng nhìn những đạo quân bên ngoài, cũng không để ý tới ma quân Trần Vũ nữa. Ma quân Trần Vũ tức giận, những đạo quân khác lại do dự, bọn họ không sợ tử vong. Nhưng Đại Mạc không quan tâm tới bọn họ, cho dù pháp thân của Đại Mạc có ý nghĩa gì đây, pháp thân mà thôi, căn bản không dùng gì. Hơn nữa Đại Mạc đạo quân thực muốn trả thù mới là đáng sợ, đặc biệt là Đại Mạc đạo quân tương lai thành đạo quân tứ bộ, năng lực suy diễn của hắn sẽ đạt tới đệ nhất của vô tận cương vực. Hắn muốn trả thù ai, cho dù là chú tể cũng không ngăn cản được. Xem ra chỉ có tiến vào dịch ba giới, đi vào trước một bước còn có cơ hội lớn hơn. Ma quân Trần Vũ suy nghĩ một lúc, lập tức quay người phá không đi vào trong dịch ba giới. Đại Mạc đạo quân đang ở Đại Mạc Viện trong Đại Mạc Vĩnh Hằng giới. Nếu thật vạch mặt với Đại Mạc đạo quân, cộng thêm đối phương chỉ lưu pháp thân trong Đại Mạc Viện, nên không ai dám động thủ. Nếu như hắn là bản tôn, chỉ sợ sẽ có đạo quân động thủ bắt giữ hắn. Lực uy hiếp của Đại Mạc đạo quân rất mạnh, mà Thiên Thương Cung không có lực uy hiếp gì. Ta vừa nhận được tin tức Đại Mạc đạo quân chỉ lưu lại pháp thân tọa trấn Đại Mạc Viện. Nếu dám động thủ với Đại Mạc Viện sẽ hoàn lại gấp 10 lần. Hai tên đạo quân đứng trong hư không nói chuyện với nhau. Những nơi đi qua đều là thông đạo thời không, bọn họ đi trong không gian, căn bản không cần thời không chuẩn trống trận. Chiêu này của Đại Mạc thật là ngoan độc mà. Một gã đạo quân áo giáp màu đỏ sậm nói. Hiện tại xem ra có thể từ chỗ Thiên Nhất đạo quân tìm ra chút tin tức nào hay không thôi. Đạo quân áo bảo xám cảm khái một câu. Chúng ta cách Thiên Thương vực rất gần, Trần Nhất huynh à, tùy ý mở thông đạo không gian thì tốc độ chúng ta cũng thật nhanh, 10 ngày nửa tháng là có thể đi tới Thiên Thương cung. Nói không chừng chúng ta là người đầu tiên tới Thiên Thương cung. Đạo quân áo giáp đỏ sậm lạnh lùng nói. Vì hợp đạo cũng chỉ có thể thực xin lỗi Thiên Thương cung mà thôi. Thiên Nhất đạo quân sắp tới đạo quân biên giới hợp đạo, hắn khẳng định biết nhiều hơn trong dịch ba giới. Nếu hắn nói tình báo với chúng ta, chúng ta tiến vào trong dịch ba giới cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, nắm chắc đoạt được động minh ngọc phù cũng lớn hơn. Áo quân áo bảo xám nói. Hôm nay phần đông đạo quân tiến về dịch ba giới,
hai người bọn họ căn bản không có chút lòng tin nào, dù sao người mạnh hơn bọn họ lại có rất nhiều. Nếu như sớm đạt được một chút ít tình báo, bọn họ cảm thấy sẽ có hy vọng. Lập tức tới Thiên Thương Cung thôi. Áo quân áo bỏ xám, chân nhất đạo quân nói. Thiên Thương Cung ư? Đạo quân áo sắc đỏ sậm, mang theo hàn quang, nhìn về phía trước. Mặc kệ như thế nào, cũng phải bức bách ra tin tức. Thiên Thành khí lãng, bầu trời to lớn, hôm nay gió đang gào thét trong thiên địa. Hai đạo thân ảnh này đang bay trong thiên địa, bọn họ đi thẳng về phía trước. Lúc này, trước mặt đã xuất hiện hư ảnh của Thiên Thương Cung. Đến Thiên Thương Cung rồi. Đạo quân áo giáp đỏ có một tia kích động. Cơ hội của chúng ta đang ở tại Thiên Thương Cung này. Đạo quân áo bỏ xám cũng gật đầu. Để ta đi kêu gọi đầu hàng, ta không tin Thiên Nhất lão tặc kia dám cự tuyệt ta. Trong mắt đạo quân áo giáp đỏ đằng đằng sát khí, bọn họ tới đây để cưỡng bức. Thiên Nhất! Đạo quân áo bào đỏ bay tới gần một ít và hô to. Âm thanh quanh quẩn trong thiên địa và mang theo sát khí vô hình, dùng đạo quân áo bào đỏ sậm làm trung tâm và lan ra khắp Thiên Thương Cung. Thiên Nhất, nhanh chóng đi ra đây. Bên trong đại sảnh, Kỳ Linh, Thiên Nhất, Ngự Đấu, Ngư Sán đang ở đây. Bốn người bọn họ hiện tại chỉ là pháp thân. Hiện nay đại đa số đệ tử trong Thiên Thương Cung đã rời đi. Một ít đệ tử có phân thân lưu thủ trong Thiên Thương Cung, còn có một ít tôi tớ lưu lại nơi đây. Thiên Nhất, nhanh chóng đi ra. Bên ngoài có tiếng hét lớn vang lên. Đến rồi. Thiên Nhất đạo quân hư lạnh và nói. Rốt cục cũng đã đến. Kỳ Linh, Ngự Đấu, Ngư Sán có biểu lộ phức tạp. Bọn họ đã sớm dự liệu được Thiên Thương Cung sẽ có phiền toái, nhất định do có kẻ đến tìm Thiên Nhất đạo quân. Hơn nữa những đạo quân này có xa có gần, tốc độ có nhanh có chậm, chỉ sợ sẽ có đạo quân tới đây nhanh thôi. Để ta đi xem là ai. Thiên Nhất đạo quân đứng dậy và đi ra ngoài. Kỳ Linh, Ngư Đấu và Ngư Sán cũng đi theo ra ngoài. Vù 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 vù. Thiên Thương Cung tứ đại đạo quân pháp thân đều phi ra, bay đến trên bầu trời. Tại Thiên Thương Cung, trận pháp cấm chế ở phía trên, xa xa nhìn về phía hai đạo thân ảnh. Ồ, là Chân Nhất đạo quân và Tu Mông đạo quân. Thiên Nhất đạo quân nhìn thấy người tới liền biến sắc nói. Chân Nhất đạo quân thông hiểu không gian, cực kỳ khó chơi, mà Tu Mông đạo quân thì am hiểu chém giết cận thân. Hai người bọn họ đều có thực lực tương đương nhau. Kỳ Linh cũng hiểu thực lực hai đạo quân này không tính là mạnh, chỉ sánh ngang Thiên Nhất và Thanh Phong Thánh Chủ. Dù sao thực lực quá yếu không dám tới, thực lực quá mạnh mẽ trong Vô Tận Cương Vực chỉ là số ít, muốn tới cũng cần có thời gian. Chân Nhất, Tu Mông, hai người các ngươi đến Thiên Thương Cung là vì chuyện gì vậy? Thiên Nhất đạo quân quát. Đừng có giả bộ hồ đồ, chúng ta tới đây ngươi còn không biết là ý gì sao? Tu Mông đạo quân phẫn nộ quát. Ồ, về dịch ba giới ư? Thiên Nhất đạo quân nói. Ta có thể lập nhiều lời thề bổn mạng, hiện tại ta không có động minh ngọc phù. Ta đoán cũng đoán được ngươi không có mà. Tu Mông đạo quân cười lạnh nói. Dịch ba đế quân lưu lại động minh ngọc phù, há có thể dễ dàng đạt được như vậy. Hai ta chỉ cần biết rõ tin tức trong dịch ba giới là được. Chỉ cần ngươi nói tất cả tin tức trong dịch ba giới thì chúng ta sẽ lập tức quay đầu rời đi. Thiên Nhất đạo quân hư lạnh nói. Ồ, nghĩ cũng rất dễ dàng, chỉ bằng hai người các ngươi sao? Hắn và Đại Mạc đạo quân đi vào bên trong cả vạn năm, vất vả lục lọi. Đại Mạc đạo quân lần lượt suy diễn mới có thể hiểu rõ rất nhiều che giấu trong dịch ba giới, làm sao dễ dàng truyền ra ngoài được. Đây là một kiện kỳ vật ta đạt được khi mạo hiểm tại Ngu Tinh Hải. Tu Mông đạo quân xuất ra một viên đá kỳ dị, trên viên đá có nhiều thần văn ẩn ẩn tỏa ra uy năng đáng sợ. Chỉ cần ta bóp nát kỳ vật này, tự nhiên có thể bị diệt Thiên Thương Cung các ngươi. Nếu ngươi không nói ra thì ta sẽ động thủ. Nói đi. Tên đạo quân áo bào xám cũng lạnh lùng nói. Nói hay không nói đây? Sao? Cái gì? Thiên Thương Cung bên này, Thiên Nhất đạo quân, Kỳ Linh, Ngự Đấu đạo quân, Ngư Sán đạo quân đều kinh ngạc. Bọn họ nhìn chằm chằm vào Tu Mông đạo quân đang cầm thạch cầu, cũng cảm ứng được trong viên cầu mang theo uy năng đáng sợ. Tu Mông đạo quân lại có kỳ vật như thế ư? Sắc mặt đám người Thiên Nhất đạo quân biến hóa. Một ít đại năng Vĩnh Hằng đế quân cổ xưa luyện ra một ít kỳ vật đạo phù tích lũy nhiều đời cũng có không ít, đặc biệt là ở Ngu Tinh Hải, nơi đó là chiến trường thượng cổ, cũng là nơi các đại năng kích phát kỳ vật rất nhiều, có thể muốn đạt được cũng rất khó.
đạo quân tứ bộ cũng không có vật như thế. Như Thiên Nhất, Thanh Phong Thánh Chủ, Tu Mông đạo quân, bọn họ sống đủ lâu, nếu như cũng dám mạo hiểm, sẽ có một hai kiện. Như đẳng cấp của Khổng Tát, nếu sống đủ lâu cũng tích lũy được 11 kiện. Về phần Ca Tức Vương, Lê Tinh Công Chủ là đạo quân nghịch thiên nhất, bọn họ có thể dễ dàng chém giết Vĩnh Hằng Đế Quân bình thường. Bọn họ tiện tay một kích cũng có thể dễ dàng diệt Thiên Thương Cung, uy năng không thua gì kỳ vật. Tự nhiên cái gọi là kỳ vật đạo phù có lực hấp dẫn quá thấp với bọn họ. Chỉ có kỳ vật do Chúa Tể luyện chế mới có đủ công dụng với bọn họ. Đáng tiếc những kỳ vật như thế quá mức là thưa thớt. Kỳ vật cũng chia phòng ngự, trốn chạy, nhân quả, ảo thuật, công kích và rất nhiều loại khác nữa. Tu Mông đạo quân lại có kỳ vật chuyển công kích cơ. Thiên Nhất đạo quân hơi lo lắng. Kỳ vật này cũng rất trọng yếu với Tu Mông đạo quân. Ngư Sán đạo quân dung nhan tuyệt mỹ truyền âm nói. Hắn vì hợp đạo đã hoàn toàn điên cuồng, không tiếc dùng kỳ vật này. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Để ta đến thử xem. Ngự Đấu đạo quân lên tiếng nói. Bốn đạo quân trong Thiên Thương Cung giằng co với hai tên đạo quân ở xa xa. Hai vị đạo hữu à? Ngự Đấu đạo quân cao giọng nói. Chắc hẳn các ngươi cũng nhận được tin tức rồi. Bản tôn của Đại Mạc đạo quân đã sớm rời khỏi Đại Mạc Viện. Thiên Thương Cung cũng không có ngốc đâu. Huynh đệ Thiên Thương Cung chúng ta đã sớm bỏ chạy cả rồi. Ở đây chỉ là bốn pháp thân mà thôi. Mặc dù ngươi dùng xong kỳ vật hủy diệt Thiên Thương Cung, nhiều nhất chỉ diệt được bốn pháp thân mà thôi. Chút tổn thất này Thiên Thương Cung chúng ta vẫn thừa nhận được. Trên bầu trời xa xa, Tu Mông đạo quân, Chân Nhất đạo quân đều bộc phát sát khí. Tu Mông đạo quân nói chuyện lạnh như băng. Kiến tạo Thiên Thương Cung hào phí vô tận tâm huyết, bố trí những trận pháp cấm chế này, còn có tài liệu chân quý đào tạo pháp thân, lại ổn dưỡng lâu dài, các người nói bỏ qua là bỏ qua được sao? Vì hợp đạo, những chuyện này có thể bỏ qua. Ngự Đấu đạo quân mỉm cười nói. Ta có đề nghị hai bên cùng lùi một bước đi. Tu Mông đạo quân, Chân Nhất đạo quân nhìn nhau. Nói đi. Tu Mông đạo quân lạnh lùng đáp một câu. Thiên Thương Cung chúng ta nguyện ý cho một phần tình báo của dịch ba giới. Ngự Đấu đạo quân nói. Tuy thực sự không phải Thiên Nhất đại ca biết được toàn bộ, nhưng còn có nhiều tình báo dịch ba giới hơn kẻ khác nhiều. Hai vị cảm thấy như thế nào nào? Nếu hai vị đáp ứng, chúng ta đưa lên một phần tình báo cho các ngươi. Phải là Thiên Nhất đạo quân biết được toàn bộ. Tu Mông đạo quân phẫn nộ quát lên, trong lời nói của hắn mang theo sát khí ngập trời, khí thế bao phủ toàn bộ bầu trời, bao phủ cả Thiên Thương Cung. Tu Mông đạo quân sát khí trùng thiên, tức giận quát. Không đáp ứng thì đi chết đi. Thiên Nhất đừng ngoan cố chống lại. Chân Nhất đạo quân cũng tức giận quát lớn. Các ngươi đừng quá phận. Ngự Đấu đạo quân lạnh lùng nói. Đại ca ta và Đại Mạc đạo quân trải qua nguy hiểm, vất vả lục lọi ra được, phải giao ra toàn bộ ư? Đó là việc không có khả năng. Ngươi cho rằng hai ta là kẻ ngu sao? Dịch ba giới là địa phương nào chứ? Đó là Dịch Ba Đế Quân kiến tạo ra. Dịch Ba Đế Quân chính là đại năng suy diễn đệ nhất vô tận cương vực này. Nguy cơ trong dịch ba giới trùng trùng và vô cùng phức tạp, chỉ bằng một phần tin tức không có bao nhiêu trợ giúp với chúng ta cả. Chân Nhất đạo quân lạnh lùng lên tiếng. Ngự Đấu, đừng có đùa nghịch chúng ta. Chúng ta không ngu ngốc đâu. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, giao hoặc không giao. Ai ngăn ta hợp đạo, ta muốn mạng kẻ đó. Tu Mông đạo quân giơ thạch cầu lên cao cao, trong lời nói mang theo sát ý vô tận. Cho các ngươi 3 giây để cân nhắc, không đáp ứng thì ta giết các ngươi. 3, 2. Xung quanh Tu Mông đạo quân bộc phát chấn động vô cùng vô tận. Trong thạch cầu mang theo lực lượng cũng vô cùng vô tận. Vì hợp đạo, hắn sẽ không hạ thủ lưu tình. Này, này. Thiên Nhất, Ngự Đấu, Ngư Sán biến sắc, Kỷ Linh cũng biểu lộ phức tạp. Đều là vì hợp đạo, cần gì phải như vậy chứ? Đây là cơ duyên hợp đạo của đại ca ta. Hôm nay các ngươi tới bức bách như thế này, ngày mai bọn họ tới bức bách. Nếu như chúng ta lần lượt nhượng bộ, chẳng lẽ cứ chấp tay ra một tia khả năng hợp đạo ra ngoài hay sao? Kỷ Linh mở miệng nói. Các ngươi đi thôi, nếu không phải đi ta sẽ động thủ. Sao? Động thủ? Tu Mông đạo quân, Chân Nhất đạo quân sững sờ. Sắc mặt Kỷ Linh lạnh lùng nói. Đi. Sắc mặt Tu Mông đạo quân, Chân Nhất đạo quân biến hóa, bởi vì bọn họ dần dần cảm giác được Kỷ Linh mang tới uy hiếp. Kỷ Linh trước kia không có sát tâm,
thế nhưng bây giờ đã động tác sắp tâm, cảm giác uy hiếp mạnh hơn một chút, chủ yếu là vì pháp thân kỷ linh kém bọn họ quá lớn. Nếu như là bản tôn kỷ linh ở đây sẽ có uy hiếp rất mạnh. Hợp đạo chi lộ, không ai có thể ngăn cản được ta. Tu Mông đạo quân và Chân Nhất đạo quân nhìn nhau, bọn họ có một chút do dự. Là giao ra tình báo hay chiến một trận đây? Tu Mông đạo quân phẫn nộ quát. Kỷ linh lạnh lùng nhìn hai người, trong mắt mang theo sát ý. Sóng chấn động vô hình bộc phát dữ dội, giống như hai đạo sóng tình xung kích trực tiếp trùng kích hồn phách chân linh của Tu Mông đạo quân và Chân Nhất đạo quân. Tâm lực diệt tuyệt thuật. Này! Trong mắt Tu Mông đạo quân mang theo một tia hoảng sợ và không cam lòng. Ngay sau đó, ánh mắt của hắn ảm đạm, thi thể của hắn té nhào xuống đất. Người tu hành tâm lực cư. Chân Nhất đạo quân áo bào xám sợ hãi, sắc mặt tái nhợt. Hắn ngăn cản tâm lực diệt tuyệt thuật. Hắn sợ hãi nhìn Kỷ Linh, tâm lực đáng sợ trùng kích rất mạnh. May mắn đạo tâm của hắn đủ mạnh mới có thể ngăn cản được. Hắn biết rõ thủ đoạn của người tu hành tâm lực rất quỷ dị. Loại thủ đoạn diệt sát ngang ngược như thế này không phải là chủ yếu, chủ yếu là một ít ảo thuật mê thần. Thủ đoạn công kích ngang ngược đã mạnh như thế, nhưng ảo thuật âm hiểm thì sao đây? Chỉ cần hơi chút ảnh hưởng, trong nháy mắt cũng mất đi tính mạng. Đi, đi nhanh lên. Chân Nhất đạo quân căn bản không quan tâm đến chuyện khác, liền vung tay lên. Bên cạnh hắn xuất hiện thông đạo không gian. Hắn một bước tiến vào bên trong và chạy trốn mất dạng. Hắn trốn vào trong hư không, hơn 20 cương vực mới dám xuất hiện trong không gian. Chân Nhất đạo quân áo bào xám chật vật đi tới, trên mặt hắn mang theo kinh hãi. Không ngờ là người tu hành tâm lực Tần Tấn đạo quân, Bắc Minh đạo quân của Thiên Thương Cung là kẻ khó lường. Hắn là người tu hành tâm lực, hơn nữa là người tu hành tâm lực đáng sợ như vậy ư? Một ý niệm diệt Tu Mông huynh sao? Ai, Tu Mông huynh sát ý quá nặng, đạo tâm của hắn còn khiếm khuyết quá nhiều. Thật không nghĩ tới Thiên Thương Cung mạnh nhất không phải là Thiên Nhất mà là Bắc Minh đạo quân. Chân Nhất đạo quân nhẹ giọng thở dài nói, lần này phức tạp rồi. Ta đều cho rằng phi thường dễ dàng đối phó với Thiên Thương Cung, nhưng ai ngờ lại có tồn tại đáng sợ như vậy. Người tu hành tâm lực được công nhận là khó chơi nhất. Không có thù hận to lớn, sao không ai muốn đối địch với người tu hành tâm lực? Bên ngoài Thiên Thương Cung, trên bầu trời là thi thể của Tu Mông đạo quân đang rơi xuống. Thiên Nhất, Ngự Đấu, Ngư Sán đều nhìn sang Kỷ Linh. Đều là vì hợp đạo. Kỷ Linh lắc đầu vung tay lên, thi thể Tu Mông đạo quân đang rơi xuống bị Kỷ Linh thu hồi. Kỷ Linh quay người lại nhìn ba người Thiên Nhất, Ngự Đấu và Ngư Sán. Ba người bọn họ cũng đều nhìn chằm chằm vào Kỷ Linh. Sao, như thế nào? Thi thể Tu Mông đạo quân bây giờ ra sao? Còn bảo vật của hắn một lát nữa lại chậm rãi phân ra. Kỷ Linh cười nói. Thiên Nhất đạo quân bay tới bên cạnh Kỷ Linh, hắn bắt lấy Kỷ Linh nói, Kỷ Linh, ngươi là người tu hành tâm lực cơ? Đúng vậy, người dĩ nhiên là người tu hành tâm lực rồi. Ngự Đấu, Ngư Sán cũng vô cùng kích động. Kỷ Linh gật đầu nói, đúng, trước kia ta vẫn bế quan uẩn dưỡng pháp thân, ta vừa ra ngoài đã xảy ra chuyện này nên chưa kịp nói, bây giờ nói cũng không muốn. Đúng đúng, không muốn. Ngư Sán đạo quân cũng kích động nói, không nghĩ tới Thiên Thương Cung chúng ta cũng có người là người tu hành tâm lực. Về sau ra bên ngoài ai dám xem nhẹ Thiên Thương Cung ta đây. Ta vẫn cho rằng ngươi là kỳ tài kiếm đạo. Thiên Nhất đạo quân nhìn chăm chăm vào Kỷ Linh cũng kích động nói, không nghĩ tới ngươi là người tu hành tâm lực, hơn nữa còn lại hại hơn cả kiếm đạo, liếc mắt liền giết Tu Mông đạo quân. Kỷ Linh nhịn không được nói, kỳ thật kiếm đạo của ta còn mạnh hơn tâm lực không ít đâu. Sao, kiếm đạo còn mạnh hơn tâm lực chút ít ư? Thiên Nhất đạo quân kinh ngạc nhìn về phía Kỷ Linh, hắn không nhịn được và hỏi, Kỷ Linh, ngươi bây giờ tu luyện tới cấp độ gì rồi? Đối mặt với đạo quân nghịch thiên không có nắm chắc gì, nhưng đạo mạng không thành vấn đề. Kỷ Linh nói, trên thực tế Kỷ Linh bây giờ dừng ở đạo quân nghịch thiên đỉnh cấp mà thôi, hắn mạnh hơn Khổng Tát lúc trước rất nhiều. Mặc dù giao thủ với đám người Ca Tức Vương cũng phải xem đạo tâm của bọn họ có mạnh hay không. Nếu như đạo tâm hơi có nhược điểm sẽ bị Kỷ Linh dùng ảo thuật ảnh hưởng, Kỷ Linh cũng có hy vọng chiến thắng. Tuy đạo quân nghịch thiên có thể đạt tới đỉnh phong đều có đạo tâm rất mạnh, cho nên Kỷ Linh không làm gì tuyệt đại đa số người. Kỷ Linh có áo giáp chúa tể, cực kỳ am hiểu bảo vệ tính mạng, lại có chín đại bí thuật, hình chiếu thế giới, siêu việt không gian và nhiều thủ đoạn khác.
trong đạo quân không làm gì được hắn. Này, này! Thiên Nhất đạo quân hơi sững sờ. Bắc Minh, tại sao ngươi đột nhiên lại là người tu hành tâm lực vậy? Ngự Đấu đạo quân cũng hiếu kỳ hỏi. À, lúc ta mới bắt đầu tu hành, tâm lực của ta còn tiến bộ nhanh hơn kiếm đạo. Trong mắt Kỳ Linh mang theo hồi ức. Về sau, bởi vì một ít chấp niệm cho nên cảnh giới tâm lực lâm vào bình cảnh, không có đột phá. Lần này ta đi ra ngoài có chút ít gặp gỡ, cảnh giới tâm lực đột phá, mở ra tâm chi thế giới, từ đó tâm chi thế giới không ngừng khuếch trương và có thực lực hôm nay. Kiếm đạo tâm lực song tu, lợi hại, lợi hại. Ngư Sán đạo quân cũng sợ hãi thán phục. Người tu hành tâm lực dùng quỷ dị chứ danh, từ đó làm đối thủ run sợ. Nhưng nếu người tu hành tâm lực lại am hiểu cận chiến, lại càng đáng sợ hơn. Kỳ Linh chính là tồn tại như vậy. Đúng rồi, Bác Minh, vì sao vừa rồi ngươi lại thả Chân Nhất đạo quân đi vậy? Ngư Sán đạo quân liền hỏi. Ta ẩn ẩn cảm giác ngươi chỉ công kích một lần mà thôi, hình như không phải ảo thuật gì. Ừ. Kỳ Linh gật đầu nói. Có thể trốn khỏi tâm lực diệt tuyệt thuật của ta và chạy trốn chết, nên ta tha mạng cho hắn. Thả hắn còn sống rời đi, hắn nhất định sẽ nói chuyện này với một ít đạo quân biên giới hợp đạo hảo hữu của hắn, nhắc nhở bằng hữu của hắn. Những người này cũng sẽ mang tin tức nói cho bằng hữu của mình, vì vậy tin tức sẽ truyền bá nhanh hơn. Như vậy tuyệt đại đa số đạo quân biên giới hợp đạo đều biết khó mà lui. Kỳ Linh làm rất đúng, chúng ta cũng không thể lần lượt ứng phó những đạo quân kia. Thiên Nhất đạo quân nói. Bác Minh à! Ngự Đấu lo lắng lên tiếng. Đại đa số đạo quân không dám tới, nếu dám tới chắc chắn đều có chỗ dựa. Vậy thì giết đi. Trong mắt Kỳ Linh mang theo sát cơ. Xem ai thủ đoạn mạnh hơn ai nữa. Kỳ Linh vô cùng có lòng tin vào mình. Pháp thân đạo quân đều tu hành luyện khí lưu, thần ma luyện thể và tâm lực lưu, thần thông bí thuật gì cũng có thể thi triển. Kỳ Linh phát hiện pháp thân không cách nào tu hành kiểu trọng hỗn độn cấm chế giống như bản tôn. Đồng thời trong pháp thân đạo quân ẩn chứa hồn phách cực nhỏ, cho nên thực lực pháp thân mạnh hơn bản tôn. Hồn phách chân linh chính là hạch tâm tính mạng. Nếu hồn phách chân linh bị giật sạch, người tu hành cũng sẽ chết. Mà hồn phách chân linh quá yếu sẽ làm thần lực, pháp lực, tâm lực trong người suy yếu dần, khó mà bảo toàn đỉnh phong. Cho nên cần hồn phách bản tôn cảm ứng và bảo trì ẩn dưỡng. Cũng bởi vì bản tôn ẩn dưỡng pháp thân đạt liên lạc với nhau, cho nên một gã đạo quân đều duy trì một pháp thân. Đương nhiên nếu có nguyên thần thứ hai cũng có thể ẩn dưỡng pháp thân thứ hai. Kỳ Linh có bản tôn, có nguyên thần thứ hai. Bản tôn và nguyên thần thứ hai có hồn phách phi thường cường đại, cho nên cả hai có thể cảm ứng lẫn nhau. Kỳ Linh chỉ ẩn dưỡng một pháp thân, hồn phách bản tôn và nguyên thần thứ hai đều có thể hỗ trợ ẩn dưỡng, làm cho pháp thân của Kỳ Linh còn mạnh hơn cả pháp thân của các đạo quân khác nhiều. Không tính Bắc Hồng Kiếm, hiện nay xem chừng có 7 thành chiến lực của bản tôn. Pháp thân còn có một ưu thế, pháp thân là pháp bảo chi thân, phía trên có thể khắc trận pháp cấm chế, thậm chí như bổn mạng pháp bảo cũng có thể sót bổn nguyên vào. Trong pháp thân của Kỳ Linh có ẩn chứa kiếm đạo trung cực, bởi vì pháp thân đặc thù cho nên kết hợp hoàn mỹ với trận pháp, trở thành một phần của trận pháp. Trận pháp và pháp thân kết hợp với nhau, chiến lực cũng có thể so sánh bằng bản tôn. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều đạo quân lưu pháp thân ở lại trong hang ổ của mình. Kỳ Linh cũng đoán trước được đúng là như vậy. Chân Nhất đạo quân chật vật mà trốn thoát được một mạng, liền cảnh báo với hảo hữu chí giao của mình. Hảo hữu chí giao của hắn cũng liên tục nhắc nhở hảo hữu chí giao. Vì vậy 1 truyền 10, 10 truyền 100, càng truyền càng nhanh. Thiên Thương Cung Đại Mạc Viện hôm nay là bia cho người ta ngắm, vô số đạo quân cũng đang chú ý tới nó. Đại Mạc Viện, Đại Mạc đạo quân mang theo thê tử trốn đi nên không ai tìm thấy. Thiên Thương Cung chính là hy vọng của những đạo quân thực lực yếu kém. Cái gì? Người tu hành tâm lực sao? Chỉ nhìn một cái, một ý niệm diệt sát Tu Mông đạo quân ư? Chân Nhất đạo quân miễn cưỡng bảo trụ một mạng ư? Chỉ pháp thân đã lợi hại như vậy sao? Thiên Thương Cung có người tu hành tâm lực đáng sợ tên là gì vậy? Gọi là Bắc Minh, Bắc Minh đạo quân. Tin tức điên cuồng truyền ra bên ngoài. Kỳ Linh lúc trước chém giết Khổng Tát, bởi vì hắn không tận lực bại lộ chính mình, cho nên không mấy người biết hắn giết Khổng Tát. Danh khí của hắn tại Vô Tận Cương Vực không lớn, nhưng lúc này chỉ bằng pháp thân ra tay, bằng vào nhất niệm diệt sát Tu Mông đạo quân, lập tức làm cho vô số đạo quân kinh ngạc ngây người. Nhất chiến thành danh, Kỳ Linh trong Vô Tận Cương Vực cũng tính là có danh khí. Vô số đạo quân cũng biết có người tu hành tâm lực Bắc Minh đạo quân tồn tại. Trong một phương thế giới hỗn độn, tại một thành thị phàm nhân, Đại Mạc đạo quân và thế tử đang sinh hoạt trong một sân trang tại đây, trải qua cuộc sống trang chủ nhàn nhã.
Cái gì? Bắc Minh đạo quân là người tu hành tâm lực cư, chỉ bằng pháp thân nhất niệm diệt sát Tu Mông đạo quân sao? Vốn Đại Mạc đạo quân đang khí định thần nhàn uống rượu, bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên một tiếng: Phu quân, ngươi nói cái gì? Bắc Minh đạo quân sao? Mỹ nhân bên cạnh ngạc nhiên: Đúng thế, Bắc Minh đạo quân chính là tiểu gia hỏa Kỳ Linh từng ở lại trong Đại Mạc viện. Còn nhớ rõ khi hắn vừa tới Đại Mạc viện cũng chỉ là một tên tổ thần, sau khi đi Vạn Thần Phú quay về liền đột phá thế giới cảnh. Lúc này mới bao lâu à? Khi đó mới là thế giới cảnh, bây giờ pháp thân bằng nhất niệm diệt sát Tu Mông đạo quân, thực lực này tuyệt đối mạnh hơn cả ta. Đại Mạc đạo quân rung động, hắn năm hiểu suy diễn nhưng không biết rõ tương lai, người tu hành càng nghịch thiên vận mệnh lại càng khó suy diễn. Pháp thần đã lợi hại như vậy, bản tôn sẽ mạnh bao nhiêu đây? Mỹ phu nhân cũng ngạc nhiên ngây người nói: Tu hành ngắn như thế đã lợi hại như vậy, về sau chỉ sợ sẽ thành đạo quân nghịch thiên số 1 số 2 trong vô tận cương vực. Mặc dù là hiện tại, cho dù là đạo quân nào cũng không dám xem nhẹ hắn ta. Đại Mạc đạo quân lắc đầu nói: Bởi vì hắn là người tu hành tâm lực. Tin tức Mang Nhai Quốc cũng đặc biệt linh thông, tin tức này sẽ truyền về Mang Nhai Quốc nhanh chóng. Trong Mang Nhai Quốc thập nhị cung nhất thời cũng nghị luận liên tục: Kiếm cung Bắc Minh đạo quân lại thành người tu hành tâm lực sao? Bắc Minh đạo quân nghe nói kiếm đạo rất mạnh, tại sao tâm lực lưu lại lợi hại như vậy? Tâm lực cung phong nhất đạo quân có thiên phú cực cao, nhưng cũng không thể bằng vào pháp thân diệt Tu Mông đạo quân được. Sao? Bắc Minh thành người tu hành tâm lực sao? Khánh Hoàn hoàng tử vừa vặn trở về Mang Nhai Quốc và biết được tin tức này, hắn lập tức tươi cười: Rất có ý tứ, không nghĩ tới lúc trước chúng ta đi dị vũ trụ, bốn người Bắc Minh ngươi tạm thời vượt lên trước, xem ra ta cũng phải cố gắng hơn nữa rồi. Một cây đại thụ kỳ dị có thần văn đỏ rực cao ngàn vạn dặm, trên chạc cây to lớn của nó có một thiếu niên nhỏ gầy đang ngồi đó. Hắn mỉm cười nhắm mắt tu hành, làn da nửa thân trên của hắn mang theo hoa văn kỳ dị, hoa văn đỏ rực giống như hoa văn trên thân cây đại thụ, hoa văn đang khuếch tán khắp toàn thân dần dần được hình thành. Sao? Phong Nhất mở mắt ra, hắn cười nói: Bác Minh huynh, hắn lại trở thành người tu hành tâm lực đã lợi hại như thế ư? Ta cho rằng ta có thể sáng tạo ra bí thuật lợi hại như Vũ Thưởng Mê Hồn Khúc rồi, không ngờ Bác Minh huynh trước kia cũng không phải người tu hành tâm lực bình thường, hiện tại lại còn mạnh hơn cả ta. Thiên phú tâm lực của Phong Nhất rất cao, thời điểm tại thế giới cảnh đã không kém gì Khánh Hoàn, Kỷ Linh, hắn là yêu nghiệt cấp cao nhất. Sau khi thành đạo quân lại càng lợi hại, đặt tới biên giới hợp đạo cũng là người tu hành tâm lực cường đại nhất. Hắn ở tại Khởi Nguyên Chi Địa đạt được truyền thừa của chúa tể tu hành tâm lực, tự nhiên càng bất phàm. Hắn bắt đầu sáng tạo bí thuật không thua kém gì Vũ Thường Mê Hồn Khúc. Lúc này chỉ ở giai đoạn thành lập, căn cơ càng vững chắc. Căn cơ vững chắc, tu hành càng chậm. Hôm nay Phong Nhất chỉ là đạo quân nhị bộ mà thôi. Cũng trong lúc đó, không, làm sao có khả năng? Không có khả năng, tại sao mạnh hơn ta nhiều như vậy? Hỏa Tấn đang tu hành trong một thần điện rách nát, hắn đang gào thét kêu lên: Không có khả năng, ta cố gắng như vậy, tại sao khoảng cách càng lúc càng xa? Lúc trước bốn yêu nghiệt tuyệt thế đi dị vũ trụ, Hỏa Tấn là người có tâm tính yếu nhất, hắn vẫn cho rằng chính mình sẽ thành mạnh nhất, hắn không ngừng cố gắng, tự nhận hôm nay chính mình rất cường đại. Không nghĩ tới Bắc Minh lúc trước am hiểu kiếm đạo, hôm nay lại đột nhiên thành người tu hành tâm lực, phương diện tâm lực đáng sợ như thế. Tin tức truyền khắp bốn phương, nhiều người không ngừng suy nghĩ, mục đích của Kỳ Linh cũng đạt được, tuyệt đại đa số đạo quân đều lùi bước. Đối mặt người tu hành tâm lực, người có lòng tin giết qua cực nhỏ. Biên giới vô tận cương vực và Ngô Tinh Hải, bỗng nhiên hư không xuất hiện một vết nứt không gian, bên trong có hai thân ảnh đi ra ngoài, một là thiếu niên áo trắng lưng cõng kiếm màu vàng, một người khác là nam tử áo đen tỏa ra khí tức vô cùng mênh mông. Rốt cục cũng đi ra, không nghĩ tới đi ra lại thuận lợi như vậy. Kỳ Linh và Kiều Trần giáo chủ không ngừng thổn thức. Lúc trước hai ta còn nơm nớp lo lắng, e sợ vứt bỏ tính mạng. May mắn có Hình Thiếu Lão Tổ ban cho ta tinh đồ, may mắn Bắc Minh ngươi kiếm thật có thể siêu việt không gian, may mắn ngươi còn là người tu hành tâm lực. Kiều Trần giáo chủ cười nói: May mắn chúng ta vận khí tốt thôi, tinh hà lưu vực nguy hiểm nhất vậy, chúng ta vậy mà phi thường gặp may mắn, không đụng phải nguy hiểm gì. Kỳ Linh cũng cảm thán nói: Rất nhiều nhân tố tăng thêm vận khí, hai người Kỳ Linh còn sống trở lại vô tận cương vực.
Đi một chút đi, chúng ta tranh thủ thời gian, chạy đi, hao phí 60 năm tại đỉnh Nam Hành Cung tới đây. Từ nơi này đến dịch ba giới còn phi thường xa xôi. Chúng ta càng trì hoãn thời gian đi đường, thời gian dây dưa lâu, nói không chừng động minh ngọc sẽ bị kẻ khác đoạt được. Kiều Trần giáo chủ liền nói, cũng không vội đâu. Kiều Linh nói, ta có biện pháp có thể nhanh chóng đến dịch ba giới. Sao, nhanh hơn nữa? Kiều Trần giáo chủ nghi hoặc nhìn về phía Kiều Linh. Thông qua thông đạo thời không của Mang Nhai Quốc. Kiều Linh nói, Kiều Trần huynh, vấn đề này ta trước kia chưa nói. Kỳ thực ta là thành viên đạo minh, lúc ta ở thế giới cánh đã bị bắt mang đi Mang Nhai Quốc, cho nên hiện tại cũng là thành viên thập nhị cung của Mang Nhai Quốc. Mang Nhai Quốc ư? Ngươi là người của Mang Nhai Quốc sao? Kiều Trần giáo chủ kinh ngạc. Kiều Linh gật đầu. Trên đường từ Ngu Tinh Hải trở về có thể gặp nguy hiểm tính mạng bất cứ lúc nào, phòng ngừa ảnh hưởng quan hệ lẫn nhau, Kỳ Linh vẫn chưa nói. Hai người bọn họ đồng sinh cộng tử nhiều năm như vậy, Kỳ Linh cũng không có khả năng vẫn giấu giếm. Ngươi Cửu Trần giáo chủ biểu lộ phức tạp. Hắn lập tức bất đắc dĩ nói, may mắn ngươi chỉ là Mang Nhai Quốc thập nhị cung. Nếu như ngươi là hoàng tộc Mang Nhai Quốc thì ta mới đau đầu. Những hoàng tộc Mang Nhai Quốc vẫn đối địch với cổ tu hành giả chúng ta, đều đấu không biết bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên rồi. Kỳ Linh gật đầu. Hoàng tộc Mang Nhai Quốc đã từng bị cổ tu hành giả nô dịch. Việc này với hoàng tộc Mang Nhai Quốc là chuyện vô cùng nhục nhã. Nhiều đời hoàng tộc đối địch với cổ tu hành giả cũng không có gì kỳ quái. Chúa tể Mang Nhai Quốc thực sự không biết xấu hổ mà. Kiều Trần giáo chủ tức giận ngứa răng nói, trong ba đại chúa tể thì hắn không biết xấu hổ nhất đấy. Ỷ vào thời không nhất đạo nên thường xuyên tại các nơi trong vô tận cương vực cướp các thế giới cảnh yêu nghiệt đi. Nếu như không phải Mang Nhai Quốc thập nhị cung, Mang Nhai Quốc làm gì có địa vị như ngày hôm nay. Kỳ Linh cũng thừa nhận, chỉ ở cấp độ đạo quân, Mang Nhai Quốc thập nhị cung đúng là mạnh hơn hoàng tộc. Lịch đại đạo quân nghịch thiên cấp 3 trong vô tận cương vực thường xuyên có. Thậm chí Mang Nhai Quốc thập nhị cung còn có Vĩnh Hằng Đế Quân, so sánh ra còn kém hoàng tộc một chút. Mặc kệ như thế nào, ngươi là huynh đệ sinh tử của ta, Kiều Trần giáo chủ nói. Hơn nữa thực lực của ta hôm nay thật không đặt hoàng tộc Mang Nhai Quốc vào mắt đâu. Yên tâm, ta cũng không làm ngươi khó xử. Kiều Linh lập tức thở ra một hơi. Kiều Trần chém giết hoàng tộc Mang Nhai Quốc trở ngại lời thề bổn mạng, Kiều Linh khẳng định sẽ bảo hộ hoàng tộc Mang Nhai Quốc. Hiện tại Kiều Trần giáo chủ nói thế, tránh tương lai xấu hổ. Đúng thế, dùng thực lực đạo quân nghịch thiên đỉnh phong của Kiều Trần giáo chủ hôm nay, hoàng tộc Mang Nhai Quốc có thể giao thủ với hắn đếm được trên đầu ngón tay, không có kẻ nào có thể uy hiếp được hắn cả. Sau khi bước vào đạo quân tứ bộ, Kiều Trần giáo chủ có thủy hành bất tử chi thân còn mạnh hơn Khổng Tát bất tử chi thân rất nhiều. Chém giết bình thường trong đạo quân không có ai diệt được thủy hành bất tử chi thân của hắn. Kỳ thực nhất đạo quân nghịch thiên đều có thủ đoạn bảo vệ tính mạng, đều rất khó giết. Uy hiếp duy nhất là người tu hành tâm lực. Thủ đoạn của người tu hành tâm lực trực tiếp nhằm vào hồn phách chân linh, đây mới là uy hiếp. Như Vũ Thường đạo quân năm đó sáng chế Vũ Thường mấy hồn khúc, hắn được công nhận là đạo quân mạnh nhất. Các đạo quân nghịch thiên khác không muốn giao thủ với nàng. Kiều Trần đa tá. Kỳ Linh cảm kích nói, ngươi là huynh đệ của ta, nói thế làm cái gì? Kiều Trần giáo chủ cười lắc đầu. Ở chung nhiều ngày, hắn cũng hiểu được Kỳ Linh đáng giá làm huynh đệ sinh tử. Bác Minh, ngươi nói muốn thông qua thông đạo thể không Mang Nhai Quốc cư, thân phận của ta không thể đi vào. Đến lúc đó chỉ có thể ủy khuất ngươi trốn vào pháp bảo động thiên, pháp bảo của ta thôi, Kiều Linh nói. Kiều Trần giáo chủ gật đầu. Gia tình bọn họ sâu đậm, lại bởi vì lần này quyết định đi dịch ba giới, tự nhiên càng lập lời thề bổn mạng. Lại hảo hữu, người tu hành đều dựa vào lời thề bổn mạng trói buộc nhau, bởi vì liên lụy đến cơ duyên hợp đạo. Hảo hữu sinh tử cũng có khả năng trở mặt, vì không để chuyện thảm thiết diễn ra đều dùng lời thề để trói buộc. Trong quá trình Kỳ Linh, Kiều Trần giáo chủ chạy đi, lại một hồi uy hiếp Hoàng Lâm Thiên Thương Cung. Thiên Thương Cung. Một lão giả áo bào trắng đi vào Thiên Thương Vĩnh Hằng Giới. Hắn đứng trên đỉnh núi nhìn vào Thiên Thương Cung. Nghe nói Thiên Thương Cung hiện tại còn có một người tu hành tâm lực cơ. Trong mắt lão giả áo bào trắng mang theo tự tin, bởi vì lựa chọn con đường tu hành, cho nên hắn căn bản không sợ người tu hành tâm lực. Hắn nói, nơi ta ở cách dịch ba giới quá xa xôi, một đường đi lên khẳng định chậm hơn đạo quân khác rất nhiều. Đạt được tình báo kỹ càng của Thiên Nhất đạo quân về dịch ba giới thì ta còn có thể đến sau vượt lên trước được, đạt được một quả động minh ngọc phù.
Lão giả áo bào trắng cất bước đi về phía trước, đạp trên hư không, trong hư không sinh ra khe hở, hắn nhanh chóng tới gần Thiên Thư Cung. Bác Minh, Thiên Nhất có ở đây không? Lão giả áo bào trắng lạnh nhạt quát lên. Ầm ầm, giọng nói của hắn vang vọng trong thiên địa. Lúc này trong Thiên Thương Cung có bốn thân ảnh bay ra, chính là Kỳ Linh, Thiên Nhất đạo quân, Ngự Đấu đạo quân và Ngư Sán đạo quân. Ồ, cũng chỉ là pháp thân thôi sao? Lão giả áo bào trắng nhìn lắc đầu nhíu mày. Pháp thân có thể bỏ qua, tuy tương đương bỏ qua 1000 vạn phương hỗn độn linh dịch và không ít tâm huyết vì hợp đạo, cho dù là Thiên Nhất đạo quân, Ngự Đấu đạo quân cũng cắn răng mà bỏ qua. Sao, là Tiểu Quang Minh Vương ư? Sắc mặt Thiên Nhất đạo quân biến hóa. Dĩ nhiên là hắn sao? Sắc mặt bọn Kỳ Linh cũng đều hơi đổi. Trong đạo quân nghịch thiên của Vô Tận Cương Vực có một đạo quân nghịch thiên là Quang Minh Vương, đó là đạo quân bài danh thứ 3 trong Vô Tận Cương Vực. Mà Tiểu Quang Minh Vương cùng tập quần của hắn thực lực hơi kém hơn một chút, xem như đạo quân nghịch thiên bài danh thứ 20 mấy, trong cấp độ 20 mấy cũng là đỉnh phong, còn mạnh hơn Khổng Tát không ít. Đại Tiểu Quang Minh Vương đến từ cùng tộc quần, cũng ngâm hiểu thủ đoạn tương tự. Tiểu Quang Minh Vương có đạo hiệu chính thức là Yểm Di, có thể gọi là Yểm Di đạo quân, phần lớn đều gọi là Tiểu Quang Minh Vương. Các ngươi nên biết, tâm ta như ánh sáng, trừ phi thủ đoạn tâm lực của ngươi đặt tới cảnh giới đỉnh phong nhất, nếu không, không thể làm gì được ta đâu. Lão giả áo bào trắng kia lạnh nhạt nói. Muốn tiêu diệt Thiên Thương Cung, các ngươi, đối với ta mà nói, rất là đơn giản. Thiên Nhất, ta tới đây là vì chuyện gì, chắc hẳn ngươi cũng đoán được. Ngươi giao tất cả tình báo trong dịch ma giới cho ta biết đi, bằng không ta sẽ động thủ. Sắc mặt Thiên Nhất đạo quân khó coi, Ngư Đấu và Ngư Sán cũng lo lắng. Kỳ thật bọn họ cũng đoán được, Kỳ Linh triển lộ thực lực đúng là dọa nhiều người đạo quân. Nhưng lần này, liên quan tới động minh Ngọc Phù, có lẽ những đạo quân nghịch thiên tự tin thực lực cường đại sẽ mau chóng đuổi tới dịch ma giới tranh đoạt. Những kẻ thực lực không được sẽ tới đây thử thời vận. Thật ra là tìm vận may, bởi vì mọi người hiểu khả năng Thiên Nhất nói ra là quá thấp. Vì hợp đạo, tất cả đều có thể thử. Lão giả áo bào trắng thấy thế hừ lạnh một tiếng, xoạt. Bỗng nhiên hắn hóa thành mặt trời, hào quang vô cùng chói mắt xuất hiện, hàng tỷ đạo quang mang tràn ngập các nơi. Trong lúc nhất thời, xung quanh xuất hiện rất nhiều lão giả áo bào trắng, hàng tỷ thân ảnh hiện ra. Hàng tỷ lão giả áo bào trắng nhìn chằm chằm vào bốn đạo quân của Thiên Thương Cung. Không giao tình báo ra, ta chỉ có thể diệt các ngươi, diệt Thiên Thương Cung. Hàng tỷ lão giả áo bào trắng đồng thời mở miệng, giọng nói vang vọng trong thiên địa. Yểm Di đạo quân muốn tiêu diệt Thiên Thương Cung, phải hỏi ta có đồng ý không đã. Kỳ Linh vẫn im lặng, lại lạnh lùng lên tiếng. Giữa không trung có hàng tỷ lão giả áo bào trắng đồng thời nhìn sang, đều nhìn chằm chằm vào Kỳ Linh. Bác Minh đạo quân sao? Hàng tỷ lão giả áo bào trắng lập tức tươi cười nói. Đã sớm nghe nói Thiên Thương Cung có tân tấn quật khởi, Bắc Minh đạo quân khó lường, còn là người tu hành tâm lực, ta muốn kiến thức vài phần thủ đoạn của Bắc Minh đạo quân. Hôm nay hàng tỷ hóa thân của ta, người có khả năng tìm ra bản tôn của ta không? Kỳ Linh hừ lạnh một tiếng, oanh. Hư không ngức vạn dặm, chấn động rất mạnh, hư ảnh một thế giới lăng không hiện ra. Trong thế giới sân cốc có dòng sông, có hải dương, có núi cao, đặc biệt là trung ương của thế giới này có một ngọn núi như thanh kiếm cực kỳ khổng lồ, hư ảnh thế giới to lớn nện xuống. Chung quanh ức vạn dặm, vô số sân mạch đều ầm ầm trực tiếp bị chấn nát vỡ vụn, dường như bị vô số bàn tay lớn thoáng cái đập bẹp. Hình chiếu thế giới hàng lâm, vốn hàng tỷ tên lão giả áo bào trắng tỏa ra hào quang, đụng phải áp bách đáng sợ, uy lực hình chiếu thế giới của Kỳ Linh và chín đại bí thuật cùng xuất hiện. Uy lực kinh người cỡ nào, trong nháy mắt từng thân ảnh lão giả áo bào trắng tan biến như bọt biển. Rất nhanh, trong thiên địa chỉ còn lại 529 thân ảnh lão giả áo bào trắng mà thôi. Sao? Cái gì? 529 lão giả áo bào trắng đồng thời biến sắc nói. Hình chiếu thế giới thật mạnh. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 213 tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.